Vâng, ông TV xin kính chào toàn thể quý vị. Chào mừng các bác đến với kênh. Cái video hôm trước tôi có chia sẻ với các bác là cách mà tôi đưa cái thân ngăn này vào để ép cho ong nó xây cầu. Xin thưa các bác như thế này. Có một số bác có bảo là tại sao mà ong của tôi nó có những cái đàn mà nó xây sáp màu này, có đàn xây sáp màu kia. Cái này, video này có lẽ là dành cho một số bác mới đang tập nuôi thôi các bác nhé. Mới đang tập nuôi thôi. Thì nó thế này các bác ạ. Cái sản phẩm cái nghề ong nói chung, cũng như là cái sáp ong các bác hỏi nói riêng, thì xin thưa các bác là tất cả các sản phẩm này nó phụ thuộc vào nguồn hoa của chúng ta các bác ạ. Nguồn hoa, hoa gì thì nó sẽ có cái màu sắc tương ứng với cái loại hoa đấy, kể cả mật, kể cả phấn hoa, kể cả sáp ong. Thế cái sáp ong này nó lại phụ thuộc vào cái nguồn phấn đấy. Ví dụ như những cái cầu mà hôm video hôm qua tôi có chia sẻ đấy, thì phấn đấy là chủ yếu phấn cà phê các bác nhé, phấn cà phê nên là nó có màu trắng đó, màu trắng đấy các bác. Ở đây nguồn phấn nó cũng chưa quá là dồi dào đâu, hiện tại bây giờ thì nó mới khá khá thôi, chứ còn mấy bữa trước thì nó cũng rất là kém. Và ong nó được như vậy là nhờ tôi cho bo bột phấn cà phê liên tục các bác ạ. Bo phấn cà phê liên tục nên nó mới được như vậy đấy. Thế còn cái đàn này thì nó khỏe từ trước rồi. Nó khỏe từ trước rồi các bác ạ. Nên là nó lấy được cái phấn bên ngoài. Cái phấn này cũng chưa phải là phấn cỏ kim các bác ạ. Phấn cỏ kim có video tôi làm ngắn ngắn có hơn 1 phút đấy các bác ạ. Đấy là phấn cỏ kim, hay là còn gọi là phấn càng cua, hoặc là phấn cỏ công binh, cỏ đường tàu, đường sắt, cỏ đĩ vân vân. Đấy cùng là một loại thôi. Thế nhưng mà cái phấn này thì không phải, cái phấn này vẫn là mới chỉ là phấn, đây là có lẽ là nó lấy phấn ngô hoặc là phấn lúa thôi. Nó cũng chưa được vàng lắm. Phấn ngô và phấn lúa nó trộn nhau nên chưa được vàng lắm các bác này. Nhìn thấy nó trắng trắng đấy ạ. Nó cũng không phải là trắng hẳn mà nó cũng không phải là vàng hẳn. Nếu như mà vàng hẳn như phấn cà phê vàng hẳn như phấn cỏ kim thì nó lại khác, nó lại còn hơi đỏ đỏ hơn cơ. Nhưng cái này đỏ này là đỏ màu gọi là vàng, này là vàng cam, hơi hơi sẫm sẫm hơn vàng cam một chút. Có cần phải rũ ra cho các bác cùng xem không ạ? Đây, màu này. Đấy, nó không phải là vàng hẳn giống như phấn cà phê, lại suốt ngày phấn cà phê, phấn cỏ kim các bác ạ. Nghiện cà phê đâm ra lúc nào cũng nói phấn cà phê. Tiện đây xin thương các bác luôn, ở trên khu vực này thì có tất cả là 3 màu sáp luôn các bác ạ. Tính trung bình là 3 màu thôi. Thứ nhất là phấn của những cái đàn mà nó đi khai thác chuyên của những cái khu vực mà có nhiều cây càng cua ấy. Thì ra cái phấn của nó sẽ màu đỏ, và cái sáp xây tầng của đàn ong này nó cũng màu nó hơi đỏ đỏ một chút các bác ạ. Vàng nhưng mà vàng sẫm, nó thành hơi màu đỏ nhạt một chút. Thế còn những cái đàn mà tuy có gọi là kích thích cho nó ăn bằng phấn cà phê nhiều ấy, thì nó sẽ có những cái màu sáp nó màu rất là trắng. Và thứ ba là cái màu pha trộn giữa phấn càng cua và phấn cà phê, và kết hợp với nó lấy thêm cả cái phấn của cái cây, của cái ruộng lúa ấy các bác ạ. Thì nó ra cái màu chính xác là như cái đàn này, nó là trung lập giữa hai cái màu kia các bác ạ. Nó trộn giữa hai màu kia vào với nhau thành cái màu thứ ba này. Các bác có điều kiện thì các bác xẻ gỗ như thế này. Thế nhưng mà xẻ gỗ như này các bác cũng không cần phải 10 cái bằng nhau hết cả 10 đâu. Có thể là các bác nếu mà tận dụng gỗ thôi mà. Nó to thì ta làm đủ kích thước, còn nó nhỏ ta làm nhỏ hơn một chút. Thì trường hợp ví dụ như đây, trường hợp như tôi nao nền đây. Ô, cái này nó bị thừa này các bác này. Nó hơi thừa ra đầu này một chút này. Này nó hơi bị khớp khảnh, một đằng thấp một đằng cao các bác ạ. Thì các bác sẽ lựa làm sao cho nó phù hợp. Ví dụ như trường hợp mình nao nền vào thì ta sẽ cho những cái thước nhỏ và không cần thước cũng được. Nhưng mà khi mà nó đã bắt đầu cơi ra rồi thì ta lại phải cho thước vào. Chắc chắn là ta phải, khi mà nó cơi ra rồi thì chúng ta phải cho thước vào để ong nó xây các bác ạ. Đây, khi cho thước đây, hôm trước có chia sẻ các bác nhưng mà chưa xem kỹ
một số bạn trẻ trẻ có gọi điện và bảo anh làm lại cho nó nhìn cho rõ. Đây tôi động đến nó lại tòi lên này. Đây, các bác nhìn thấy nó tòi không? Bây giờ sẽ thổi nó xuống nhá. Thổi ép nó xuống. Thổi xuống thì ta sẽ ép làm sao cái thanh thước này ta sẽ để nghiêng. Trường hợp này không phải cơi mật nên ta sẽ để nghiêng thanh thước. Và lựa làm sao, ví dụ như đây ta ướm làm sao nó rộng hơn thanh thước một chút các bác nhá. Đầu này rộng hơn một tí. Đầu này cũng rộng hơn thanh thước một tí nhá. Đấy, rộng hơn nhưng mà làm sao con ong nó đừng thò đầu lên là được. Mà hẹp hơn mình con ong, đầu con ong là được các bác ạ. Chúng ta xịt sơ sơ như vậy nó đã chạy xuống gần hết rồi đây. Và ta sẽ dùng miệng ta thổi. Trường hợp này ta chỉ áp dụng đối với ong nội các bác nhé. Còn ong ngoại không cần phải thức ăn đâu. Ong ngoại thì không cần phải thức ăn. Đây tôi chia sẻ đây là cái kinh nghiệm làm ong nội trước. Còn ong ngoại thì nó có cái tai bắn vào đấy rồi không sao cả. Không cần thiết phải cái thức ăn nữa. Và bây giờ tôi sẽ cho cái tầng nền này. Để giới thiệu các bác, hôm trước tôi có cho tầng nền vào một cái đàn ong khác, nó chưa nhận. Tôi cho 3 ngày để bên ngoài nhưng mà nó chưa nhận, nó vẫn như thế này. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái đàn này và tôi sẽ cho nó đây là mặt áp vào tường đây, áp vào đàn ong, cái cầu ong, và mặt bên này áp vào cái vách ngăn của cái đàn khác. Thế nhưng mà nó không xây các bác. Bây giờ tôi sẽ cho vào cái đàn này nhé. Tôi cho vào đàn này. Hiện tại khi bắt đầu cho vào thì ta cũng không cần thước các bác ạ. Ta cũng không cần thước. Cái mặt này nó chỉ hơi hơi chớm chớm xây một chút xíu thì ta không cần thước. Đấy. Thôi cũng chả cần thước nữa đi, bỏ ra ngoài luôn đi. Đến ngày mai nó hơi hơi xây ra một chút rồi, nó xây đều đều ra một chút rồi ta mới bắt đầu cho thước vào, cho thước nghiêng vào các bác ạ. Là ta khép nó vào. Ok chưa ạ? Ví dụ như trường hợp vừa rồi ấy, mà nó xây nhiều nhiều rồi thì ta sẽ cho thước. Nhưng mà trường hợp này thì nó chưa xây mấy, ta không cần thước các bác ạ. Và ở đây, mời các bác cùng xem cái cầu này nữa. Cầu này thì cũng khá là đẹp. Vừa rồi tôi kiểm tra rồi. Quay xem nó màu vàng vàng mới nhớ ra câu hỏi một số bạn có hỏi. Thì khi chúng ta kiểm tra á, cầu nó có xu hướng là lệch cầu, nó phát triển lệch cầu các bác ạ. Vài ngày chúng ta sẽ không kiểm tra nó sẽ lệch. Ví dụ như cái cầu này vừa rồi, cái phía này nó ở đằng trước, tôi đã đảo nó về đằng sau này rồi. Trước lúc vừa rồi là lúc trước khi tôi quay video, cái cầu này, cái đầu này nó quay về hướng cửa, và cái đằng bên tay trái tôi này là quay về hướng đằng sau thùng. Nhưng tôi đã đổi lại như thế này rồi. Và đây các bác có thể thấy ong nó phát triển bị lệch. Có thể là lệch bên phải bên trái thùng. Và thậm chí nó lệch đầu cuối của thùng và đầu phía cửa của thùng nhé. Nó phát triển lệch nhau đấy. Chúng ta cần phải kiểm tra để chúng ta đảo cầu. Đúng không các bác? Bên này thì nhộng hết rồi. Nhưng bên này rất nhiều mật. Để phía cuối này rất là nhiều mật. Đây, tôi cũng quay bên này luôn các bác cùng xem. Bên này thì ong lại dồn ong về đây, nó lại đông hơn. Đây các bác phải xem. Này không phải là 3 lớp khuôn đâu các bác ạ. Này nó phải có 4-5 lớp khuôn. Đúng không các bác? Đấy, rất là đông. Nó bị lệch, nó phát triển lệch đấy các bác ạ. Tôi cũng có chia sẻ với các bác là khi chúng ta kiểm tra ong ấy, chúng ta cần phải đảo cầu. Đảo cầu và đảo đầu cầu cho nó phát triển đều các bác ạ. Đây tôi sẽ trả về cái vị trí vừa rồi tôi mới đảo xong. Đặt vào đây. Báo cáo các bác, mấy hôm vừa rồi ông TV đi làm một số công việc, đâm ra cũng rất là bận, không có thời gian để chia sẻ cùng các bác. Một số bác gọi điện cũng trách là gọi nhiều lần mà không thấy nghe máy, thì mong các bác hết sức thông cảm cho. Thì nó vì cuộc sống sinh nhai, đâm ra nó cũng khá là bận. Và xin các bác tôi ý kiến một chút là như thế này. Thì cái video tôi đăng thì thỉnh thoảng tôi có đặt quảng cáo. Quảng cáo này, khi mà có phát quảng cáo thì cái YouTube người ta sẽ trả cho mình một chút thù lao các bác ạ. Thì xin phép các bác là tôi đặt quảng cáo hơi dày một chút để cho cái khả năng chi trả của họ nó cũng tăng một chút. Và lấy cái kinh phí đấy để tôi sẽ mua một số cái dụng cụ về để thí nghiệm và quay video mời các bác cùng xem. Nên là mong các bác hết sức thông cảm nếu mà đang xem mà nó có cái quảng cáo nó chạy ra, thì các bác vui lòng
xem một chút và có thể nó có hiện trên chữ bỏ qua ấy, mời các bác bỏ qua giúp cho. Đấy, thì thật ra cái quảng cáo mà người Việt Nam mình xem ấy thì nó không được nhiều tiền như ở người nước ngoài. Thì 1.000 lượt xem của người Việt Nam mình đâu đó nó chỉ được có 0, mấy đô thôi. 0,3 thì phải, 0,3 hay 0,4. À 0,3 hay 0,1 đô gì đấy, đại loại nó khoảng đấy các bác ạ. Tôi không nhớ rõ lắm. Thế nhưng mà nó cũng thôi thì nó ít còn hơn là không có. Nhưng mà đối với người nước ngoài ấy, thì một cái quảng cáo của họ nó được 0,4 hay 0,5 đô cơ. 1.000 lượt quảng cáo, 1.000 lượt hiển thị quảng cáo thì nó sẽ được khoảng đấy. Thế nhưng mà của Việt Nam mình thì nó lại thấp hơn. Thì do cái giá trị đồng tiền chúng ta nó cũng thấp hơn mà. Thì mong các bác hết sức thông cảm và ủng hộ Ong TV nhiều hơn nữa. Để Ong TV có thêm một chút kinh phí để có thể là hoạt động nó tốt hơn. Và tới đây nếu mà có một được cái nguồn thu nó khoảng độ 100-200 đô chẳng hạn, thế thì có thời gian để đầu tư thời gian ra để phục vụ các bác nhiều hơn nữa. Hiện tại bây giờ tháng vừa rồi của Ong TV mới được có 30 mấy đô thôi, cũng không đáng là bao nhiêu đâu. 30 mấy mà nhân với giá trị đổi ra thành tiền Việt đâu đó nó chỉ hơn 20.000 một đô thôi các bác ạ. Thì làm từ đợt làm kênh mới từ đợt nọ đến giờ thì được có chưa đầy 100 đô các bác ạ. Mà làm mấy tháng trời rồi. U con thạch trùng. Rồi cảm ơn các bác nhé. Mong các bác ủng hộ Ong TV nhiều hơn nữa. Xin kính chào các bác và hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt các bác nhé.